Sáng nay ngày 20 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho thị xã Sapa khắc phục hậu quả do mưa lũ. Lãnh đạo thị xã Sapa đã thông tin khái quát về thiệt hại của hoàn lưu cơn bão số 3 với địa phương, cụ thể làm 9 người chết, 17 người bị thương, thiệt hại cơ sở hạ tầng gần 600 tỷ đồng. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống cho người dân được thị xã tăng cường thực hiện, nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, nhiều tập thể cá nhân. Chia sẻ với những khó khăn của Sapa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An đã trao 1 tỷ đồng giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.